Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Hành Thông Tây, tọa lạc số 7B Quang Trung, phường 11, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Họ đạo Hạnh Thông Tây thành lập năm 1861, thuộc giáo hạt Gò Vấp, Tổng giáo phận Sài Gòn, có khoảng 6.000 giáo dân. Các bạn thân mến, nhà thờ Hạnh Thông Tây có thể nói là một ngôi thánh đường được biết đến như một công trình kiến trúc cổ hết sức độc đáo theo phong cách Byzantine, được xây dựng năm 1921. Đôi mắt tôi không thể ngừng chiêm ngắm những đường cong và hoa văn trang trí trên thánh đường. Phía trên cửa chính của nhà thờ có tượng thánh Denis, một vị thánh mà tôi chưa từng biết đến. Trí tò mò của tôi bắt đầu phát khởi. Hãy tìm hiểu hạnh của thánh Denis và học hỏi thôi nào. Ngày 9 tháng 10 hàng năm, giáo hội mừng kính thánh Denis, giám mục tử đạo. Ngài sinh trưởng ở Ý, vào khoảng năm 250, Ngài được sai đi truyền giáo ở Gaul, bây giờ là nước Pháp. Ngài là vị giám mục tiên khởi của Tổng giáo phận Paris, thủ đô nước Pháp. Ngài cũng chính là thánh bổn mạng của nước Pháp. Ngài là người có một đời sống thánh thiện khác thường và luôn sống chứng tá tin mừng của Đức Kitô. Ngài chịu tử đạo bằng cách bị tù đài, bị tra tấn, bị chặt đầu vào thế kỷ thứ 3 và được chôn cất tại đây. Để tưởng nhớ Ngài, một thánh đường được giáo dân dựng trên phần mộ Ngài và mang tên Saint Denis. Thánh Denis thường được vẽ khi Ngài tử đạo, không có đầu, với một cành nho vươn lên từ cổ và tay Ngài cầm chính đầu của Ngài với nón giám mục. Hình vẽ cho thấy ý nghĩa, khi còn sống, Ngài có đầu vì Ngài là đầu của giáo hội địa phương, nhưng khi mất đi, Ngài không có đầu, nghĩa là vai trò này đã được chuyển giao cho vị kế nhiệm, mà mọi tín hữu phải phục tùng. Tuy nhiên, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Vì thế, từ cổ Ngài là một cành nho vươn lên, từ cây nho là đức tin Kitô. Còn Ngài chỉ là cành đức tin, giúp chỗ sinh bao hoa quả. Lá cây đức tin của địa phương vốn cần gắn chặt vào để phát triển mạnh mẽ. Tay Ngài không còn cầm gậy biểu tượng cho quyền lãnh đạo nữa, mà cầm đầu với nón giám mục, như muốn mời gọi mọi người hãy sống tốt và xứng đáng để có thể trở thành linh mục hoặc giám mục, nhận lấy chiếc nón ấy. Đúng như huấn thị, công việc trước mắt của chư huynh là hãy đưa những người địa phương xứng đáng lên chức linh mục và cả giám mục nữa.
Cảm ơn các bạn đã xem xong video clip này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.